Tối qua, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng, chính quyền các địa phương Nhật Bản khai mạc lễ hội Việt Nam Nhật Bản thành phố Đà Nẵng 2023. Đến dự có đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Yakabe Yoshinori. Về phía thành phố Đà Nẵng, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Lễ hội Việt Nam Nhật Bản thành phố Đà Nẵng năm 2023 chính thức khai mạc tại công viên Biển Đông, quận Sơn Trà. Sự kiện đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Sự kiện năm nay có nhiều hoạt động kết nối hợp tác nhằm tăng cường sự hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản, cũng như tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương đối tác của Nhật Bản. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh khẳng định, điểm nhấn quan trọng trong bức tranh ngoại giao văn hóa tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết về xứ Phù Tang, Nhật Bản tại Đà Nẵng. Đó là lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014. Lễ hội đã trở thành sự kiện văn hóa thường niên có ý nghĩa không chỉ đối với người dân Đà Nẵng, những người Nhật đang sinh sống và làm việc tại thành phố, mà còn đối với du khách gần xa. Trong không khí hân hoan của đêm khai mạc lễ hội Việt Nam Nhật Bản thành phố Đà Nẵng lần thứ 8 được tổ chức vào đúng dịp 50 năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao hai nước, tôi hy vọng rằng mọi người dân và du khách hãy đồng hành cùng lễ hội Việt Nam Nhật Bản 2023 để góp phần chung tay kiến tạo nền tảng cho sự phát triển quan hệ hai nước trong 50 năm tiếp theo và hơn nữa. Tôi tin rằng sự ủng hộ của nhân dân hai nước sẽ tạo tiền đề cho sự thăng hoa trong quan hệ ngoại giao và bùng nổ trong hợp tác kinh tế. Bên cạnh đó, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cũng khẳng định, hiện tại quan hệ Nhật Bản-Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa được đánh giá đang ở vào giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Quan hệ giữa thành phố Đà Nẵng và Nhật Bản cũng đã có bước phát triển mạnh mẽ trong 10 năm qua, kể từ khi bắt đầu tổ chức lễ hội này. Thông qua lễ hội này, tôi mong muốn đông đảo quý vị người đại dân Đà Nẵng có thể trực tiếp trải nghiệm văn hóa nghệ thuật của Nhật Bản, tận hưởng niềm vui trong các hoạt động giao lưu đa dạng, trong đó có giao lưu thể thao. Đồng thời, tôi hy vọng quý vị có thể khám phá nhận biết về lịch sử giao lưu lâu đời, sự gần gũi trong tương đồng văn hóa giữa Nhật Bản, Việt Nam, những yếu tố đã trở thành nền tảng cho sự phát triển của quan hệ hai nước. Tiếp đó, đại biểu của Việt Nam và Nhật Bản đã cùng nhau đập rượu sake truyền thống. Đây là nghi thức của người Nhật để khởi đầu và chúc mừng cho mọi sự được khởi đầu thành công và suôn sẻ. Với chủ đề Việt-Nhật đồng hành hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới, lễ hội Việt Nam-Nhật Bản 2023 sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 năm 2023. Với khuôn viên tổ chức và sân khấu được đầu tư dàn dựng công phu, chương trình nghệ thuật trong 4 đêm sẽ giới thiệu các nét văn hóa nghệ thuật đặc sắc của cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Ngoài ra có 80 gian hàng đến từ các thương hiệu lớn trong và ngoài nước, bao gồm các lĩnh vực giới thiệu văn hóa Việt Nam, Nhật Bản, ẩm thực với các món ăn truyền thống hai nước, thông tin giáo dục, du học, du lịch và thương mại. Nổi bật là các gian hàng với các hoạt động trưng bày, dùng thử sản phẩm, trò chơi trúng thưởng, phát quà tặng đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan. Lễ hội còn có nhiều hoạt động đồng hành hấp dẫn như triển lãm tranh vẽ thiếu nhi Việt-Nhật, chương trình kết nối doanh nghiệp Việt-Nhật, ngày hội thông tin du học Nhật Bản, chương trình giới thiệu nghệ thuật trà đạo thành phố Sakai, chung kết cuộc thi hóa trang nhân vật cosplay. Tại lễ hội, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio và Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đã đến tham quan trải nghiệm các gian hàng. Được biết, Đà Nẵng có quan hệ hợp tác với 20 tỉnh thành của Nhật Bản, trong đó đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với 4 thành phố của Nhật Bản là Kawasaki, Sakai, Yokohama và Kisarazu. Nhật Bản là một trong những đối tác hàng đầu của Đà Nẵng. Hiện có hơn 222 doanh nghiệp, văn phòng đại diện và dự án Nhật Bản có trụ sở tại Đà Nẵng, với tổng số vốn FDI hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Các dự án FDI đã đóng góp tích cực vào thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng thông qua chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao tính cạnh tranh.